Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, xảy ra cháy tại căn hộ 1004, chung cư 197 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Hà Đông xuất 2 chữa cháy, 1 xe chỉ huy, trung tâm 4 xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã sử dụng họng nước vách tường tầng 10 để dập tắt đám cháy. Các chiến sĩ nhanh chóng lên tầng cứu kịp thời được 4 người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn. Rất may, đám cháy không thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số đồ dùng, vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ngày 29 tháng 8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền, sinh năm 1977, ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng hình thức vay tín dụng. Khác với những hình thức lừa đảo truyền thống, Quyền dùng chiêu trò mở hội thảo, mời khách tham dự rồi lấy thông tin của khách hàng để lập khoản vay tín dụng. Theo điều tra, khoảng tháng 11 năm 2020, Phạm Duy Quyền sử dụng mạng xã hội đăng lên các nhóm với nội dung tuyển người nghe hội thảo về tín dụng. Quyền có mục đích lấy thông tin cá nhân của những người nghe, từ đó làm hồ sơ vay tiền qua công ty Việt Credit. Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo ai đến dự sẽ được nhận 80.000 đồng. Khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân gửi qua số điện thoại của Quyền. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức cá nhân để mở hội thảo tại hai địa điểm 229 Tây Sơn, phường Quang Trung và số 131 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Đối tượng mời được hàng trăm người đến tham dự, chủ yếu là sinh viên. Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo phải ngồi nghe từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ và trước mắt chỉ cần điểm danh bằng cách cầm chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân chụp ảnh và hướng dẫn 3 bước như sau. Chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hai mặt với thẻ nhân viên của Việt Credit, chụp ảnh với nhân viên của Việt Credit, chụp ảnh cầm một thẻ ATM in logo Việt Credit. Kết thúc hội thảo, Quyền tìm cách mua nhiều sim điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân có được, rồi tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng, rồi làm hồ sơ vay tín dụng của công ty Việt Credit. Qua đó biến những người này thành con nợ cho số tiền mà Quyền chiếm đoạt. Cơ quan công an xác định Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người để làm hồ sơ vay tín dụng của Việt Credit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Huỳnh Thị Kiết Sang, 16 tuổi, quê Quảng Nam, là cô gái bị lừa bán qua Campuchia gần một tháng qua và vẫn chưa được giải cứu. Ngày 29 tháng 8, ông Bùi Đức Nghĩa, 50 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức, là cậu của nạn nhân, chia sẻ với gia đình. Người thân đang rất lo lắng. Ông cho biết gia đình đang giữ liên lạc với Sang, tuy nhiên không biết cháu gái hiện làm việc ở tỉnh nào tại Campuchia. Theo ông Nghĩa, sau lần nhắn tin trò chuyện mới đây, Sang cho biết đang làm công ty game tại Campuchia, môi trường làm việc khép kín, mọi người không được ra khỏi cửa phòng. Mỗi ngày, Sang phải làm việc từ 8 đến 20 tiếng, không được trả lương, ăn uống sơ sài. Sau giờ làm, nam nữ được chia thành từng khu riêng biệt để ngủ. Sang thông báo phải có 150 triệu đồng để trả tiền chuộc thì mới được thả về nước. Nếu không chuộc người, một thời gian nữa cháu sẽ bị bán sang công ty khác. Ông Nghĩa cho biết gia đình ở quê làm nông, số tiền trên là quá lớn. Tôi không biết đến bao giờ gia đình mới có tiền cứu cháu thoát khỏi trại lao động khổ sai để về quê. Cậu cô gái cho biết hai người bạn là nam và nữ cùng làm chung quán với Sang ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cũng bị lừa bán sang Campuchia. Gia đình đang trông chờ vào cơ quan chức năng để cứu các nạn nhân. Trước đó ngày 5 tháng 8, Sang cùng với một số người bạn làm chung quán ăn tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, đi xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh chơi và học nghề đầu bếp. Tuy nhiên, khi xe khách đến quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cả nhóm bị một số người đưa lên ô tô, chở đến khu vực tỉnh An Giang, vượt biên sang Campuchia. Một ngày sau, gia đình nhận được tin nhắn cầu cứu của Sang từ bên kia biên giới. Liên quan tới vụ thâu tóm đất vàng ở Bình Dương,
Dự kiến chiều 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên phạt 28 bị cáo trong vụ thâu tóm 2 lô đất vàng 43 ha và 145 ha xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty mùng 3 tháng 2, cùng con gái ruột Nguyễn Thục Anh, con rể Nguyễn Đại Dương bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Viện Kiểm soát xác định năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao lô đất 43 ha và 145 ha cho Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Sau khi được giao đất, việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, nhưng ông Nguyễn Văn Minh vì động cơ vụ lợi đã chỉ đạo chuyển nhượng trái phép 43 ha đất và 30% vốn góp của Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 tại Công ty Tân Phú sang doanh nghiệp tư nhân là Công ty Âu Lạc của con rể Nguyễn Đại Dương gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng. Đối với khu đất 145 ha, bị cáo Minh chỉ đạo đồng phạm hợp thức các thủ tục pháp lý để góp vốn vào công ty Tân Thành mà không báo cáo lên tỉnh ủy Bình Dương, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa tổng công ty mùng 3 tháng 2, ông Minh và đồng phạm còn tham ô hơn 815 tỷ đồng. Trong đó, ông Minh chiếm hưởng hơn 163 tỷ đồng, Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng 200 tỷ đồng. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Nguyễn Văn Minh trình bày đã già yếu bệnh tật. Ông không xin gì cho bản thân, chỉ mong tòa xem xét cho các bị cáo khác được coi là đồng phạm với ông, đồng thời xin cho con gái ruột Nguyễn Thục Anh được hưởng mức án thấp nhất. Theo lời Thục Anh, bị cáo chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay thụ hưởng bất cứ thứ gì không do công sức mình tạo ra. Do đó, khi nhận được quyết định khởi tố với tội danh tham ô tài sản, bị cáo không thể ngờ tới. Tuy nhiên, Thục Anh cũng khẳng định không trốn tránh trách nhiệm hay oán than bất cứ điều gì, bởi lẽ khi đứng tên thay và tin tưởng cha thì nếu cha sai phạm, mình cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Bị cáo cũng cho biết, 2 năm vừa qua là những chuỗi ngày địa ngục với gia đình khi cha, chồng rồi đến bản thân mình liên tiếp bị khởi tố. Cứ mỗi ngày bước ra khỏi nhà theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, bị cáo luôn xác định không thể trở về nên giao 2 con nhỏ cho chị gái chăm sóc. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không cho phép mình bỏ cuộc, bị cáo vẫn luôn tự nhắc nhở mình chỉ cần có một cơ hội để tiếp tục thực hiện hoài bão, chỉ cần còn một ngày để có thể cống hiến cho ngành y tế và xã hội, bị cáo vẫn sẽ cố gắng. Cuối cùng, bị cáo khẩn cầu hội đồng xét xử, xem xét và bao dung cho 28 bị cáo trong phiên tòa được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Đại Dương cũng ngậm ngùi, dành lời sau cùng để xin hội đồng xét xử xem xét cho vợ mình là bị cáo Nguyễn Thục Anh được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt và nói một câu ngụ ý, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó. Tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị Bích Ngọc, mẹ của Nguyễn Thục Anh cho hay, đối với gia đình bà, đây là tấn bi kịch ảnh hưởng đến cả đời con, đời cháu. Bà Ngọc nói, bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào, tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng, tôi chỉ biết nương tựa vào chồng, khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng cho người khác để khắc phục hậu quả. Đối với tôi, người phụ nữ 70 tuổi, một người vợ, một người phụ nữ rất tội nghiệp.